Đời người nếu không nhìn ra 6 điều này, nằm trên núi tiền vẫn khổ. Kính thưa quý khán giả thân mến của Cuộc Đời Giá Trị, trên đời này ai cũng biết sống vô tư là tốt nhất, nhưng họ vẫn không thể buông bỏ được danh vọng và tiền bạc. Nếu bạn đang cố gắng để hạnh phúc thì thật sự bạn chưa phải là người hạnh phúc. Nói cách khác, hạnh phúc là một thái độ sống được bạn lựa chọn và thực hiện mỗi ngày, chứ không phải đích đến hay kết quả. Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng cũng vô cùng công bằng. Sự không công bằng nằm ở chỗ có người đạt được đỉnh cao, trong khi người khác cả đời chỉ có thể sống khiêm tốn. Công bằng mà nói, dù có ở trên đỉnh cao hay ở dưới đáy xã hội, bạn cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Thành công hay thất bại, chúng ta cũng đều sẽ trải qua một đời. Những niềm hy vọng hoặc không mong muốn của con người cũng sẽ bị chôn vùi trong đất và tan thành mây khói. Người không nhìn thấu được 6 điểm này thì dẫu có cả núi tiền, cả đời sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. 1. Tất cả danh vọng và tiếng tăm chỉ là vụt qua. Trên thực tế, mọi thứ trong cuộc sống đều sẽ trở thành quá khứ. Dù là thương nhân, quan chức hay quý tộc giàu có, cuối cùng cũng sẽ già đi theo thời gian. Suy cho cùng, thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa sổ, danh vọng tài lộc cũng chỉ là thoáng qua. Ý nghĩa của cuộc sống không chỉ là tiền bạc, danh vọng và tài sản, mà còn là khao khát của trái tim. Chỉ cần bạn muốn làm việc thì hãy mạnh dạn làm, đừng để bản thân phải hối tiếc, đừng để mình trở thành nô lệ cho của cải tiếng tăm. 2. Vật chất không phải là tất cả. Tất cả chúng ta đều đặt mục tiêu cả đời là mua nhà, mua xe và sống vì mục tiêu đó. Thế nhưng, nếu chúng ta vất vả cả đời chỉ vì ngôi nhà này hay chiếc xe kia, thì cuộc sống sẽ không có niềm vui. Giá trị sống của con người không nên đo bằng những ngôi nhà. Giữa sống cả đời cho ngôi nhà và sống cả đời cho mưu cầu của chính mình có một khoảng cách rất lớn. Hơn bất cứ điều gì, giá trị tinh thần trong cuộc sống này mới là những điều đáng quý nhất. 3. Đừng ghen tị với người khác, đừng có quá nhiều suy nghĩ so sánh. Có quá nhiều người bình thường ghen tị với những ai có thể kiếm được hàng triệu đô la một năm, sống trong biệt thự, lái xe hơi sang trọng và sống cuộc sống xa hoa. Nhưng chúng ta có cần phải ghen tị không? Câu trả lời là không, bởi vì họ có cuộc sống của họ và chúng ta có hạnh phúc riêng của mình. Tại sao chúng ta phải so sánh? Nếu ai đó luôn nói với bạn rằng họ đang làm tốt và giàu có, bạn hoàn toàn không cần quan tâm làm gì, bởi vì chúng ta chỉ sống cho bản thân và gia đình mình, chứ không sống cho người khác. Cuộc sống thực ra rất đơn giản, có người sống trong một ngôi biệt thự lớn, ăn sơn hào hải vị, tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, còn có người ở một ngôi nhà nhỏ, ăn những món ăn tự nấu và sống cuộc sống bình thường, nhưng ai cũng đều đang cố gắng tốt sống cuộc đời của mình. 4. Dù chúng ta không thể giàu có thì vẫn có thể sống hạnh phúc. Thứ càng đơn giản, càng khó có được, đặc biệt là hạnh phúc. Một thứ cảm xúc bẩm sinh nhưng ngày càng trở thành thứ xa xỉ, bởi vì con người có quá nhiều mục tiêu để theo đuổi. Chúng ta cảm thấy không vui khi nhìn thấy người khác kiếm được nhiều tiền và cảm thấy tự ti khi nhìn thấy người khác có nhà đẹp xe sang. Hãy gạt những suy nghĩ tiêu cực đó sang một bên, đừng để nó ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Hãy tạo cho mình một ngày vui vẻ nho nhỏ, bởi lẽ đây chính là sự tôn trọng cuộc sống. 5. Nếu bạn chỉ sống một cuộc đời, hãy sống thoải mái hơn một chút. Trong những năm đầu tiên, nhiều người luôn cảm thấy cần phải hoàn thành một sự nghiệp vĩ đại và có thật nhiều tài sản. Tuy nhiên, phải hơn chục năm sau, họ mới phát hiện ra rằng có quá nhiều việc không phải bản thân có thể quyết định được. Bạn muốn kiếm nhiều tiền, nhưng cuối cùng chỉ có thể trở thành người làm công ăn lương. Bạn muốn đạt được đại nghiệp, nhưng lại không có quý nhân phù trợ. Bạn muốn mình giỏi hơn người khác, nhưng gia cảnh của bạn chỉ ở tầm trung. Mọi thứ phụ thuộc vào thời điểm. Khi thời cơ đến, vận may của bạn sẽ đến. Nhưng trước khi đến lúc đó, hãy cứ vô tư mà tận hưởng cuộc sống này. Con người quá tham lam nên càng sống càng loạn. Biết rằng tham lam là xấu, tại sao chúng ta không thể sống thoải mái hơn một chút? 6. Sự đơn giản là kết quả cuối cùng của cuộc sống. Theo bạn, kết quả cuối cùng của cuộc sống là gì? Đó là già đi một cách an bình, yên lặng,
và sâu lắng như tách trà. Hầu hết mọi người đều cảm thấy cuộc sống bình thường là nhạt nhẽo, không đáng nói. Nhưng thực tế, ít nhất 99% cuộc đời của chúng ta chỉ toàn là sự tẻ nhạt và phẳng lặng. Pháo hoa lộng lẫy cuối cùng sẽ biến mất. Những bông hoa dù đẹp đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ có lúc héo úa. Vì vậy, chấp nhận sự đơn giản của bản thân là chấp nhận cuộc sống của chính mình. Kính thưa quý vị, có người từng nói lối sống của bạn trong nửa đầu cuộc đời sẽ quyết định nửa sau cuộc đời bạn. Cuộc đời mỗi người sẽ không tránh khỏi những gian nan chạy đua kiếm sống, càng không tránh khỏi việc trải qua những buồn vui của năm tháng đã qua. Trong nửa đầu cuộc đời mình, nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là khi có nhiều tiền, có những người bạn đồng hành hay có việc làm ổn định. Nhưng sau những thăng trầm của cuộc sống, tiền nhiều, nhà to, xe đẹp vẫn không phải là viên mãn, mà sự thật là để có được hạnh phúc, chúng ta không thể bỏ qua ba điều này. 1. Không bệnh tật, không tai họa, giữ gìn sức khỏe. Thái Khang Vĩnh từng nói, hãy đối xử tốt với chính mình, đó mới là người ở bên bạn lâu nhất. Trong một bức ảnh Lý Liên Kiệt ở Tây Tạng từng khiến nhiều người cũng phải thở dài xúc động. Trong ảnh, anh có thân hình gầy gò, bất hẳn vẻ ngoài đầy sức sống trước đây. Hóa ra siêu sao cung phu này từng khuynh đảo thế giới, sớm đã bị căn bệnh cường giáp dày vò hơn chục năm nay, thuốc thang không khỏi. Không chỉ vậy, vì nhiều năm làm việc quá sức, cột sống của Lý Liên Kiệt đã bị tổn thương nghiêm trọng và anh còn nhận được chứng nhận người khuyết tật hạng 3 quốc gia. Lý Liên Kiệt nói, tôi không phải Tiêu Phàm, tôi không phải Hoàng Phi Trung hay một anh hùng, tôi là một người bình thường thực sự. Đúng vậy, khi đối mặt với bệnh tật, dù bạn có quyền lực hay năng lực đến đâu, bạn cũng phải cúi đầu. Khi còn trẻ, chúng ta luôn đánh đổi cơ thể để lấy phút hưởng thụ, thức trắng vài lần cũng không thành vấn đề. Như mọi người đều biết, sức khỏe là thứ sẽ theo bạn cho đến cuối đời. Ở độ tuổi như nhau, có người được tự do đi lại, nhưng cũng có người phải ngồi trên xe lăn cả đời. Một số người thức dậy từ chiếc giường ấm áp mỗi ngày, trong khi những người khác chỉ có thể rên rỉ trên giường bệnh. Có người được sum vầy bên gia đình, có người mỗi ngày đều do những nhân viên y tế chăm sóc. Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn một cuộc sống như thế nào? Chúng ta nên chăm sóc tốt cho sức khỏe, có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Trong nửa đời sau, thay vì bước vào bóng tối, tốt hơn hết bạn nên dậy sớm và đón ánh nắng ban mai. Thay vì lang thang vô định, chỉ bằng dùng đôi chân của mình trải nghiệm cuộc sống. Thay vì ăn những món ăn nhiều dầu, nhiều đường, hãy cùng gia đình quây quần bên bữa ăn thân mật, đủ dưỡng chất. Đi ngủ sớm, thức dậy sớm, tập thể dục nhiều hơn, suốt đời không bệnh tật, đó mới chính là hạnh phúc lớn nhất. 2. Đừng thù hận hay tranh đấu, hãy nuôi dưỡng trái tim bạn. Mạc Ngôn từng nói, có 4 hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống, đến là tình cờ, đi là tất yếu. Hãy coi đó là điều hiển nhiên và để dòng chảy diễn ra theo chiều hướng của nó. Cuộc sống vốn không như ý, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dùng những nút thắt và tiếc nuối của quá khứ để hành hạ bản thân. Những ai đang hạnh phúc đều hiểu rõ. Rắc rối xảy ra hàng ngày, không tự nhiên mà có. Quá mệt mỏi với cuộc sống không khác gì hơn là suy nghĩ quá nhiều và không thể buông bỏ nó. Hoàn cảnh của cuộc sống có thể sáng hoặc tối, và điều quan trọng không phải là đấu tranh cho những thăng trầm ở thời điểm này, mà hãy bỏ qua những ám ảnh và để tự nhiên đi theo chiều hướng của nó. Bạn không cần phải gắn bó với những ân oán trong quá khứ. Chúa có sự sắp đặt riêng cho tương lai của bạn, chỉ hiện tại mới đáng để bạn quan tâm. Cũng như Lý Bạch đã viết, những ai đã bỏ rơi ta, hãy ở lại ngày hôm qua. Những tháng ngày sau này, tình cảm không thể đáp trả sẽ tránh xa càng sớm càng tốt, và quá khứ không thể thay đổi sẽ buông bỏ càng sớm càng tốt, và những ý nghĩ làm phiền tâm trí sẽ bị phá vỡ càng sớm càng tốt. Chỉ khi bạn không căm ghét hay đấu tranh, bạn mới có thể thoải mái về mọi mặt. 3. Biết ơn nhiều hơn và ít than phiền hơn, nuôi dưỡng đức hạnh. Có người từng hỏi, điều chân quý nhất con người nhận được khi đến với thế giới này là gì? Câu trả lời được ca tụng nhiều nhất, trên khắp thế gian chỉ có lòng tốt và tình yêu thương mới không thể thất vọng. Khi bạn lớn lên,
bạn sẽ ngày càng hiểu rằng vận may của cuộc đời một người nằm ở lời nói và việc làm của người đó. Có một trái tim nhân hậu và chân thành có thể giúp đỡ người khác và cải thiện bản thân. Trận động đất ở Vấn Xuyên năm đó đã phá hủy tổ ấm của vô số người và thay đổi hoàn toàn số phận của một cô gái tên là Trần Linh. Khi trận động đất xảy ra, Trần Linh vừa mới kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, bố bị tật nguyền, mẹ đau ốm quanh năm, nhà còn hai chị em. Trong lúc tuyệt vọng, Trần Linh chỉ có thể một mình gánh vác sinh kế của gia đình. May mắn thay, Đàm Chánh Hoa, một người tốt bụng đã nghe về câu chuyện của cô và quyết định giúp cô. Ngoài việc hướng dẫn Trần Linh điền nguyện vọng trong trường, Đàm Chánh Hoa còn quyên góp 6.970 đô la Mỹ học phí cho cô trong năm học đầu tiên nhập học. Trần Linh không chỉ có đủ cơm ăn áo mặc mà sau khi ra trường còn tìm được công việc mình thích. Nhưng không ngờ rằng, Đàm Chánh Hoa bất ngờ được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não và cần được phẫu thuật ngay lập tức. Tuy nhiên bệnh của anh quá nặng, vợ anh lại đi công tác, tính mạng bị đe dọa. Sau khi Trần Linh nghe tin, cô lập tức đưa Đàm Chánh Hoa đến bệnh viện lớn nơi cô làm việc, vội vàng chữa trị cho anh. Cuối cùng Đàm Chánh Hoa cũng đã được cứu sống vì được cấp cứu kịp thời. Chỉ những ai có lòng thương và đối tốt với người khác thì năm tháng mới được đền đáp xứng đáng. Lòng tốt của bạn và lòng tốt với người khác cuối cùng cũng là của bạn. Mọi mối quan hệ trên đời này đều có nhân quả. Tử tế với người khác chính là tích phúc cho chính mình. Tôi hy vọng rằng sau nhiều năm, bạn và tôi đều có thể mỉm cười và nói rằng thật tuyệt khi trở thành một người có lòng biết ơn và ít than phiền hơn. Cuộc sống của một người là sự tích lũy kinh nghiệm. Những người thực sự minh bạch biết rằng mình không nên lãng phí tâm trạng của mình vào những người xấu và những điều không tốt. Đừng nói đến việc đánh mất hy vọng vào tương lai vì sự khó chịu nhất thời. Trong những năm tới, tôi hy vọng bạn có thể chăm sóc bản thân thật tốt, tu dưỡng đạo đức và làm việc tốt. Phần đời còn lại, hãy sống đúng với bản thân và những năm tháng của mình.